Hello, what is good everybody? Welcome back to my channel. This is your boy. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Cho Kiều Nguyễn và Baby. That's right. Ok, thì ngày hôm qua thì tôi vừa mới nhận được cái tin nhắn từ anh LJ, là ảnh kêu tôi là làm reaction cho cái sản phẩm mới ra của ảnh đi. Và một content creator làm về reaction, react lại một sản phẩm của một content làm về reaction khác. Ok, thực ra đây là một cái vinh dự rất là lớn khi mà anh LJ đã reach out tới tôi. Thực ra tôi rất là vui luôn khi mà có một cái người mà đã trong cái rap game này rất là lâu rồi và họ reach out tới mình, thì ít nhất là mình cũng được có ai đó công nhận tới mình. Thôi thì không có thời gian nữa, thì chúng ta sẽ check ngay qua cái sản phẩm này thôi. Thì cái bài hát này tên là Just In, hình xăm lên đi, là xăm hình lên người ha. Ok, Just In, ok. Và nó đã ra mắt được 2 ngày rồi. Ok, thì chúng ta sẽ check qua cái sản phẩm này thôi. Còn nếu mà khi mà các bạn xem xong cái reaction video này, nếu mà các bạn thích qua cái sản phẩm này và các bạn muốn nghe lại hoặc là muốn nghe cái sản phẩm gốc này, thì tôi có để cái đường link phía bên dưới, các bạn có thể click vào và ủng hộ cho NLJ nhé. Ok, và shout out cho Dirty Con về cái áo. Không có thời gian nữa, check qua cái sản phẩm này thôi. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của tôi, hoặc là bữa giờ các bạn xem qua nhưng mà các bạn chưa bấm nút subscribe, hoặc là các bạn là fan của anh LJ mà các bạn lần đầu tiên các bạn ghé thăm qua cái channel này, thì hãy đừng quên để lại một nút like cho cái reaction video này và để lại một nút subscribe nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Không có thời gian nữa, check qua cái sản phẩm này thôi. Ok, đừng quên check qua địa chỉ TikTok, Facebook, Instagram nhé. Như mọi khi nhé. Ok, let's go. Just In and Some Lady. Và như thủ tục ở tất cả những cái reaction video trước đó, thì ai chưa có ly nước, ai chưa có chai nước, hoặc đây là lần đầu tiên các bạn xem, thì bây giờ hãy đi lấy ly nước hoặc là chai nước của mình đi, uống một miếng nước và chúng ta bắt đầu thế nào. Always stay hydrated guys, ok, let's go. Let's go, Just In and Some Lady. Khoan, hình như theo tôi biết là cái MV này là quay bởi anh Nico Land. Thì coi như là hai cái người mà hay làm content về reaction là kết hợp với nhau để làm ra một cái MV, và sau đó có một người làm content về reaction khác ngồi react lại. Là khi mà các bạn xem cái video này là có ba người làm về content reaction trong cái video này. Yeah. Ý là vậy đó, ý là sau này là chừng nào. Beautiful dream guy, xăm lên bông hồng. Memories is now just ink. Có những lúc tất cả đã không còn. I'm okay, sit back, it's just pain. I don't never get the sun. Mà khoai, từ từ. Này em xin phép chứ, ví dụ em có chê gì thì hai anh đừng có chửi em nha. Ý là nào gái đó đàng hoàng à. Không sao, chấm đất tôi là không có ai, thế sẽ không sao. Beautiful trong cái sông lên bóng hồng. Memories is now just it. Nhưng phép chắc không bao giờ mất mãi ở trong lòng. I'm okay để mọi thứ biến thành just kings. Có những lúc anh còn lại chỉ môi không đồng. Anh không sao, I take a sweet hour just think. Những thứ em lạc lối chứ I taught them. Những bài học sau đó chứ I got them. Thật là đẹp khi body make up đậm quá, trừ một điểm. Ai mà phấn đánh đậm thiệt nè, thấy không? Cái này mình coi mình cũng biết, mình rõ ràng mình biết là mình coi những cái reaction video của anh LJ thì anh LJ làm gì trắng tới dày, đúng không? Cái này là đánh phấn chắc luôn. Make up đậm quá, trừ một điểm. Xin lỗi anh Nico nha. Chỉ ai taught em những bài học sau đó chỉ ai got em. Thật là đẹp khi body hết giống như Adam. Anh không quên, anh chỉ đi lên khi rock bottom. Hit
rock bottom thì mày chỉ cần thể đi lên. Mình nói với họ có thể tha thứ chính là quá khứ thì làm chi quên. Đây sẽ là động lực đó mà tao sống sót đến khi tên. Khi chịu đầu một tí đã xong lần đi. Nhưng ngày hôm mày cần phải nhớ cũng là cây cớ đã xong lần đi. Rapping được click hay là mục đích những gì mày thích thì xong lần đi. Chứ xinh hình xong lần đi. Chứ xinh hình xong lần đi. Những nỗi buồn là trang nhật khi chịu đầu một tí đã xong lần đi. Nhưng ngày hôm mày cần phải nhớ cũng là cây cớ đã xong lần đi. Rapping được click hay là mục đích những gì mày thích thì xong lần đi. Chứ xinh hình xong lần đi. Chứ xinh hình xong lần đi. Vì không một fake và những thằng fake lên mạng khóc lát để anh react là nằm trong plan của những contract nhưng that's a fact. Muốn gặp được cho anh nét, muốn anh thay đổi nhưng anh không khác. Jimmy lên với nhà vẫn ác, một năm hơn 200 racks. Bitch, I'm a bother, just got paid up 5 kilo. Get a set from memory, feeling kinda emo. Nói từ tay nhà anh Vina, lit like Tilo. Người Việt đâu phải chi nào tụi tao bay như Kiko. Đó là anh thích bản thân mình nhất khi mình thích. Lúc đó mới thật sự yêu. Ê là nếu mà tôi thì cái phần bass ngay chỗ này thì tôi sẽ làm căng hơn với lại lớn hơn xíu. Ê là này là tôi không phải tôi là chuyên gia hay gì nhưng mà này là for real thôi. Ý là nếu mà tôi thì tôi sẽ làm kiểu cái bass nó cái tiếng bass nghe nó nghe nó lớn hơn. Ý là tiếng bass nghe hơi nhỏ nên là nghe nó hơi kiểu bị yếu sẽ ý là hơi yếu thôi chứ cũng không yếu lắm. Ý là vậy đó. Có lẽ anh thích bản thân mình nhất khi mình thích. Vì lúc đó mới thật sự yêu bản thân mình nhất. Vui buồn hay là bực, bỏ nó vào hết những vết mực. Sống cho mình thì chỉ có được đứng bao nhiêu mức. Nhưng nỗi buồn là chạy nhật khi chịu đầu một tí đã xong lần đi. Nhưng bài học mày cần phải nhớ cũng là cây cớ đã xong lần đi. Rapping được click hay là mục đích những gì mày thích thì xong lần đi. Chứ sing hình xong lần đi. Chứ sing hình xong lần đi. Nhưng nỗi buồn là chạy nhật khi chịu đầu một tí đã xong lần đi. Nhưng bài học mày cần phải nhớ cũng là cây cớ đã xong lần đi. Rapping được click hay là mục đích một tí đã xong lần đi. Nhưng bài học mày cần phải nhớ cũng là cây cớ đã xong lần đi. Diễn viên phụ đánh phấn đậm quá, chờ thêm một điểm nữa. Khi chịu đầu một tí đã xong lần đi. Nhưng bài học mày cần phải nhớ cũng là cây cớ đã xong lần đi. Rapping được click hay là mục đích những gì mày thích thì xong lần đi. Chứ xinh hình xong lần đi. Chứ xinh hình xong lần đi. Nhưng mà này không phải disrespect hay cái gì nha. Ai từ từ hình vuông. Cái mặt là mặt của anh LJ là hình tròn đúng không? Mặt ông này hình vuông. Còn mặt ông này là hình tam giác. Ê mấy mà hai mức dài quá à. Ê không phải gì hết nhưng mà tôi hay suy nghĩ tầm bậy em bại vậy nhưng mà hey, just for fun ok. Đã xong lần đi. Nhưng bài học mày cần phải nhớ cũng là cây cớ đã xong lần đi. Rapping được click hay là mục đích những gì mày thích thì xong lần đi. Chứ xinh hình xong lần đi. Chứ xinh hình xong lần đi. Nhưng nỗi buồn là chạy nhật khi chịu đầu một tí đã xong lần đi. Nhưng bài học mày cần phải nhớ cũng là cây cớ đã xong lần đi. Rapping được click hay là mục đích những gì mày thích thì xong lần đi. Chứ xinh hình xong lần đi. Chứ xinh hình xong lần đi. Yes xong lần xong. Yes xong. Come on, NLJ, come on. Come on. À, trời ơi, thề tôi tưởng bài này dài lắm tại vì tôi chưa có check qua luôn, tôi chưa có xem qua cái ngó qua cái độ dài của cái MV này luôn. Ồ, tôi còn tưởng là sẽ có anh Nico để sẽ có xuất hiện kiểu cameo nữa nhưng mà không có luôn. Ok. Nãy tôi đang ngồi đợi á. Trời ơi. Yeah, và đó là cái reaction của tôi khi mà lần đầu tiên xem qua cái sản phẩm Just In Hình Xăm Lên Đi của NLJ và đạo diễn bởi Nico. Ok. Thì thực ra thì đó thì như tôi nói ở tất cả những cái reaction video trước đó là những cái ý kiến tôi nói trong những cái reaction video của tôi chỉ mang tính cá nhân thôi. Nó có thể đúng, nó có thể sai, nó có thể giống với các bạn mà nó cũng có thể không giống với các bạn nhưng mà đừng có quan tâm tới nó ok. Thì có cái khúc mà ba người đàn ông đứng trên trong một cái frame thì làm tôi hơi bị mắc cười, là kiểu như nó làm tôi tưởng tượng là hình
vuông, hình tròn, hình tam giác thôi. Ý là không phải gì, nhưng mà ý là nó ý là đối với tôi nó hơi mắc cười. Tôi chỉ muốn nói thôi, bình thường, ok. Thì như tôi nói thì cái bài này thì tôi nghĩ là cái phần bass của cái bài này thì nên làm lớn hơn, với lại làm căng hơn tí xíu, tại vì nó hơi nhỏ. Nó hơi nhỏ thì nghe nó hơi bị xìu quá. Thì ngoài ra thì về hình ảnh thì như tôi nói là hai điểm trừ, đó là thứ nhất là trừ điểm đánh phấn nhiều quá, nhân vật chính đánh phấn nhiều quá, môi cũng hơi son son, cũng hơi nhiều, cũng nhìn hơi rõ đó, trừ điểm một điểm. Diễn viên phụ đánh phấn cũng nhiều, trừ thêm điểm nữa là trừ hai điểm, ok chưa? Đó, trừ nhiêu đó thôi. Được rồi, anh em mình trừ nhiêu đó thì lấy lọc thôi, ok. Và đó là cái reaction của tôi cho cái sản phẩm này. Và nếu các bạn thích cái sản phẩm này của anh LJ, các bạn sẽ click vào cái đường link tôi có để phía bên dưới phần mô tả, ủng hộ cho anh LJ nha. Và shout out cho anh LJ vì đã reach out tới tôi, ok. Và rất là mong tôi đã đem lại một cái năng lượng gì đó tích cực cho các bạn. Và tôi rất là mong là các bạn sẽ khởi đầu năm 2024 này thật là bùng nổ, thật là tích cực, thật là vui vẻ nha, ok. Và hẹn các bạn ở cái reaction video tiếp theo, ok. Và nhưng mà khi peace and I'm out. Always stay hydrated guys, và nhớ cái việc uống nước nhé. Và tạm biệt, tôi đi đây, tạm biệt. Nhớ bớt để làm nút like với nút subscribe nha, ok. Đừng quên, ok. Ok, tạm biệt, bye.